Xin chào các bạn, mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một chiếc ghế giúp vận chuyển những bệnh nhân bị yếu liệt đi vệ sinh, tắm rửa một cách rất là dễ dàng, thuận lợi. Thì các bạn thấy là ghế có thể mở ra và khép lại để vận chuyển bệnh nhân lên ghế, cũng như có tính linh hoạt nó rất là cao. Các bạn thấy là kết cấu của ghế rất là vững chắc, có tính kháng nước rất là cao. Và một cái điều đặc biệt của chiếc ghế này là nó có thể điều chỉnh được cái mặt ghế cao thấp để phù hợp với lại nơi bệnh nhân đang ngồi qua một cái thiết bị lưng hạ thủy lực ở bên dưới. Điều đó rất là có ý nghĩa với những bệnh nhân nặng khó vận chuyển, thì chúng ta dùng chiếc ghế này để vận chuyển bệnh nhân một cách rất là nhẹ nhàng. Toàn bộ là chúng ta dùng cái thiết bị thủy lực để lưng hạ cái mặt ghế để phù hợp với lại cái nơi bệnh nhân đang ngồi, sau đó thì vận chuyển bệnh nhân ở đến nơi khác để tắm rửa, vệ sinh hay là đi dạo. Các bạn thấy là rất là nhẹ nhàng như thế này. Và việc lắp ráp cái sản phẩm này cũng hết sức là đơn giản thôi. Đấy, một bạn là nữ cũng có thể là lắp cái sản phẩm này được. Các bạn chỉ cần xem cái video này thì cũng hiểu là cách lắp ráp sản phẩm này nó dễ làm sao. Thì đây là một cái sản phẩm nó rất là tuyệt vời, giúp chúng ta chăm sóc những bệnh nhân bị yếu liệt do tai biến, do chấn thương. Đấy, hay là những bệnh nhân sau sinh. Thì chúng ta dùng chiếc ghế này để vận chuyển bệnh nhân đi tắm rửa vệ sinh cũng như là đi dạo ở đâu đó. Quý vị và các bạn quan tâm về sản phẩm này có thể liên hệ với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.